quay phim đi, không khỏi chụp. Không chụp được à? Mệt à? Gán đi, con nhích nhích từ từ. Đây là cái con thấy đá cái chân quá à. Con chân con thẳng, con chỉ chụp bằng hai cái cây thôi. Con di chuyển cái chân làm gì? Mệt không? Hai cái chân thẳng tự nhiên đã đi cái chân làm gì? Hai cái chân luôn luôn thẳng đây nè. Đó. Rồi. Đó, cái cây chỉ đánh bằng hai cái tay này.